두피를 마사지하다. 두피를 마사지하다. 두피를 마사지하다. 두피를 문지르다. 두피를 문지르다. 두피를 문지르다. 머리를 빗다. 머리를 빗다. 머리를 빗다. 눈에 샴푸가 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리를 말리다. 머리를 말리다. 머리를 말리다. 두피를 마사지하다. Chỗ này là âm bực hơi, cho nên chỗ này mình phải đọc nó hơi kéo xuống một tí xíu. 두피. Bình thường á là nếu chỗ này mà là âm bình thường á thì mình sẽ đọc huyền ngang đúng không? 두피 đó, hoặc là ngang ngang 두피. Thì để lấy hơi lên á thì đảm thì cái âm này mình bắt buộc mình phải hơi đọc mà nó hơi kéo xuống một tí xíu. 두피 두피 tương tự ở phía dưới này. 두피를 문지르다. À chỗ này mình mà Masajihata, masajihata, tupiru masajihata, tupiru munjiruta, munjiru, ru ru, hơi ngang ngang một tí xíu, ta, hơi ngang ngang một tí xíu, munjiruta. Moriru bitta, moriru bitta. 눈에 샴푸가 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 저는 딱 넣어봐. 눈에 샴푸가 들어가다. 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 됐네. 눈에 샴푸가 들어가다 가다. 머리카락이 빠지다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다.
chỗ này thì mình đọc nối qua chỗ này thì đọc kéo âm xuống. Mò, chỗ này kéo âm xuống một tí xíu, tại vì cái chỗ này là âm bực hơi kha, cho nên chỗ này á, đọc nối qua chỗ này mà đọc nhanh á, là cái chỗ này hơi kéo xuống một tí xíu để lấy hơi bật lên cái chỗ này. Mò ri kha, đọc nhanh qua, mò ri kha, mò ri kha, mò ri kha ra ghi, kha ra ghi, ba chi tả, ba chi tả. Chỗ này huyền nè, mò, âm ngang ri, ri, âm ngang hơi kéo xuống một tiếng, mò ri, kha, bật hơi lên, mò ri kha, mò ri kha, đọc nhanh thì đọc nhanh á, thì chỗ này nó hơi kéo xuống một tí xíu, kha, ra ghi, ba chi tả, ra ghi, âm huyền chỗ này, ba chi tả, âm huyền chỗ này. Mò ri ga ba chi tả, âm huyền chỗ này luôn. Mò, mò ri ga ba chi tả, chỗ này đọc lại nha. Mò ri kha ra ghi ba chi tả, mò ri ga ba chi tả, mò ri kha ra ghi, mò ri kha ra ghi ba chi tả. Mori ru malita, chỗ này đọc thành âm l. Mori ru malita, mò huyền, ri ru mal, âm huyền, li ta, mori ru malita. Tupiru massage hada, tupiru massage hada, tupiru massage hada. 두피를 문지르다. 두피를 문지르다. 두피를 문지르다. 머리를 빗다. 머리를 빗다. 머리를 빗다. 눈에 샴푸가 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 눈에 샴푸가 들어가다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리카락이 빠지다. 머리가 빠지다. 머리를 말리다. 머리를 말리다. 머리를 말리다. Vậy là học bài xong rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để trở thành bạn bè của mình và cùng nhau học tiếng Hàn mỗi ngày với mình nhé. Hi chi chi hi 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 hi.